Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ thành phố Sóc Trăng nha. Ở phía bên trái mình là nghĩa trang thành phố á, này là đang ở trên quốc lộ 1E. Mình chạy tới phía trước mặt nó là tới cái dòng xe đi vào thành phố rồi. Nghĩa trang bên trái này rất là bự nha. Thường thì nghĩa trang tỉnh như nghĩa trang thành phố là hoành tráng nhất. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Nhưng mà thấy hai bên quốc lộ thì người ta bán quán ăn hoặc là bán cà phê rồi. Còn hồi mình vô khúc trung tâm thành phố thì nó sẽ đông đúc hơn. Ở ngoài thì mình thấy vòng vòng phía ngoài thì đất ruộng đất vườn đó, mà vô từ ngay chỗ cái dòng xe đi vô nè thì nhà cửa thì nó mới đông nhiều. Ở đường này nếu các bạn quẹo phải thì cái đường giống như là cái hướng tránh thành phố vậy nha, còn mình sẽ quẹo trái nha. Nó quẹo phải thì cái hướng bạn đi về Bạc Liêu, đi về Cà Mau rồi đó. Này là dòng xe Trà Men. Cái dòng xe làm rất là đẹp nha, nhìn như là cái bông sen hay sao. Nó bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình mình đi về Cà Mau nha. Giờ mình sẽ đi ngang qua hàng Sóc Trăng này, rồi mình sẽ chạy ngang qua Bạc Liêu rồi đi xuống Cà Mau. Ở phía trước mặt mình là cổng chào. Hồi nãy ngoài kia mình gặp một cái cổng chào bự, nó đây hiên cái cổng. Thành phố Sóc Trăng này là đô thị loại 2 nha. Ở xung quanh đây hình như đô thị loại 1 và chỉ có Cần Thơ. Còn mình thấy vòng vòng đây là toàn loại 2, loại 3 đúng không ạ? Cũng như bữa trước mình đi thành phố Ngã Bảy. Thành phố Ngã Bảy là đô thị loại 3 rồi. Còn Sóc Trăng này đô thị loại 2 mà mình coi hình như nó mới lên năm nay à. Nghĩa là mới từ loại 3 lên loại 2 cũng mới đây. Nó phía bên trái mình thì vẫn còn đất vườn nhiều lắm nha. Thường là trồng dừa, trồng bưởi, với làm ruộng. Mình thấy mấy cái đó là nhiều nhất. Nó giờ này thì buổi sáng mấy cái quán bán ăn sáng với bán cơm tấm, bán cà phê rồi đó. Có khách chưa? Như người ta hay muốn thịt đồ, người ta quạt ra ngoài lộ nhiều lắm. Nếu mình đi hơi sớm nè, nên nhiều hàng quán giờ người ta chưa có mở cửa. Thông thường thì khoảng chừng 8 giờ mới mở cửa. Nói chung là tùy chỗ, có chỗ thì chừng 6 giờ ta có mở, có chỗ thì 7 giờ. Hồi tối này thì mình ngủ ở đằng Sóc Trăng nè. Mà buổi tối mình đi thì đèn đường nó ngoài mấy trục lộ lớn thì nó sáng, chứ còn mấy trục lộ nhỏ nhỏ nó cũng mờ căm mà. Này giống như là cái bệnh chung của mấy thành phố hay sao vậy? Nói bên trái mình là công an tỉnh nha. Giờ mấy cái cơ quan nhà nước hay chỗ nào cũng vậy, xây dựng rất là hoành tráng. Đặc biệt là mấy cái của tỉnh, của thành phố, mấy cái đó là rất là bự. Những cây xanh ở đây thì cũng dạng mới trồng mà. Nhưng mà hay còn làm mấy cái chân gá để giữ nữa. Ở bên trái mình là siêu thị Cấp Mắt nha. Siêu thị này thì cũng nhỏ chứ không bự lắm.
Nếu mà tính ra thì nó sọ nhỏ hơn mấy cái siêu thị ở dưới Mỹ Tho. Nên vô nó là phải tốn tiền gửi xe nữa. Cái này mình chạy cái hướng thần sáng, bởi vậy quay hình rất là sáng luôn. Còn khi nào mình chạy mà nó bị ngược sáng thì sẽ quay hình bị tối một tí. Ở bên trái là diện bảo tàng nha. Ở phía bên trái mình thì buổi tối nó có bán chợ đêm mà mình thấy cũng vắng lắm. Đường này nếu mà bạn quẹo trái thì đi ra ngoài hồ nước ngọt á, nó giống như là bờ hồ vậy. Người đó thì dạng như là cái khu công viên này, mình chỉ chạy ngang thôi nha. Đợt sau mà nếu mà có đi thì mình sẽ ghé, mình đi vòng vòng cái khu vực này lâu hơn, nay thuận đường mình chạy ngang qua thôi. Thành phố này lúc trước hình như mình cũng biết có đi ngang một hai lần nhưng mà toàn là đi xe đò không à. Tại vì lúc trước thì hình như có đi cái chùa Dơi đâu gần đây nè. Đi cũng lâu lắm mà cũng cả hơn 10 năm rồi. Từ cái đó đi viếng di tích hình như là đền thờ Bác Hồ gì đó, với cái chùa Dơi ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng thì mấy cái chùa đẹp lắm. Thì nhìn lâu quá mình cũng chẳng có nhớ chỗ nữa. Nếu bên phải mình có cái chợ nha, chợ Bông Sen. Cái chợ này nó nhỏ nhưng mà nó rất là dài, nó gần như mình thấy nó chiếm gần hết cái con lộ này luôn. Đây nó kéo dài vào thân kia. Buổi sáng thì xe cộ rất là đông. Mình chỉ quay phía ngoài nha, mình không có vô chợ được. Vô giờ bò bò mệt lắm. Đi mà khoảng chừng 9-10 giờ rồi, chạy vô chợ nó thoải mái. Chứ còn sáng sớm mà bây giờ người ta đi chợ nhiều, gần như là vô trọng là lết 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 hết không à. Ở dòng xe này mình sẽ quẹo phải nha. Quẹo cái đường bên trái cũng được nhưng mà nó bị đường một chiều, chạy bên trái ngồi tới khúc bên kia một chiều đi không được, mới quẹo qua đây. Chứ phía bên trái mình nó có hình như một hai cái chùa nhìn cũng rất là đẹp nhưng mà nó không thuận đường nên mình đi đường bên đây. Thành phố này ở đây có trồng me này. Khúc hồi nãy ngoài kia thấy mấy cây sao với mấy cây dầu, còn dưới đây thì me. Tùy mỗi thành phố mà nó có những cái cây xanh khác nhau đó. Nên sáng sớm và thấy trời rất là mát. Bữa nay thì trời nắng đẹp nè, hôm qua thì trời u với mưa không. Mà thông thường thì buổi chiều là hay mưa lắm, sáng thì nắng như thế này, khi chiều là mưa tới. Ở đây là đường một chiều nha. Hồi tối hôm qua mình chạy mấy cái đường này, chạy vòng vòng mình cũng muốn bệnh luôn nha. Mình đi vô thành phố là mình ngán là vừa đường một chiều hoặc là có giải phân cách, chạy mấy cái đó mà chạy lại tưởng cái là gần như là rất khó quay đầu. Ở đây nó chỉ có hai cây cầu để qua bên đây, bên đây cây bên kia là qua cái hướng ngược lại. Cây cầu này buổi tối bắt rất là đẹp nha. Đây là cầu 30 tháng 4. Còn sông mình thấy trong bản đồ như là sông Cầu Quay. Ở buổi tối thì hai cây cầu này bắt đèn rất là đẹp. Có điều đèn nó hơi bị mờ một tí. Có mấy cái trục lộ thì đèn sáng, còn mấy cái trục nhỏ mình thấy nó có thu nhỉ. Nó trên sông mà có lục bình thôi nha. Con sông mà nhìn cũng được chứ cũng không có dơ lắm. Cái này mình qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha. Cái khu vực mình đang chạy là khu vực trung tâm này. Nó sáng các bạn thấy mấy quán cơm tấm, người ta nướng người ta bốc khói rất là thơm luôn. Nếu mấy bạn thấy sáng thì các bạn thấy chỗ nào quán nào mà ăn đông thì cứ lủi vô thôi.
Mình bây giờ mình chạy tới Bạc Liêu chắc hồi mình ghé Bạc Liêu mình ăn đi. Bây giờ cũng còn sớm. Mình thì mình hay ăn trễ. Mình chuẩn bị 10 giờ mấy mình mới ăn. Ăn sáng nha. Ăn sáng vậy là được cử trưa luôn rồi. Nếu sáng thì chỉ có mấy quán cà phê mới ăn sáng thôi. Bạn thấy đường phố rất là sạch sẽ nha. Giống như là hồi tối là mới quét hay sao, sáng nhìn thấy sạch trơn. Như khúc đường này mình chạy cây cối gần như là không có luôn, hai bên là nhà cửa không. Nếu mình chạy tới phía trước mặt vô công viên mình sẽ quẹo nha. Ở tới đây mình sẽ vào trái. Ở phía trước mặt mình đó là tỉnh ủy Sóc Trăng nha. Ở khu vực này thì toàn là cơ quan nhà nước không à. Ở phía trong thì cây cối nhìn rất là đã luôn. Cái hướng này mình chạy nó hơi bị chói nắng một tí nha. Bên phải mình là tòa án. Bên trái có cái công viên nữa nè. Ở đây mình sẽ quẹo phải nha, mình qua đường Trần Đạo. Mình chạy cuối đường này là mình ra khỏi thành phố luôn. Là cái hướng này là đi về Bạc Liêu á nha, Bạc Liêu Cà Mau rồi. Bây giờ mình chạy qua quốc lộ 1A. Các bạn đi ở đây, các bạn đi buổi tối á. Buổi tối người ta buôn bán rồi mới tấp nập. Nhưng mà buổi tối thì mình thấy đèn nó hơi mờ, nó không sáng nên mình quen cũng được. Khu vực này là công viên, buổi sáng tập thể dục. Mình thấy chiều tối rồi người ta ra đây người ta chơi cũng nhiều lắm. Nó này chỉ được buổi sáng với buổi chiều thôi nha, chứ buổi trưa thì nắng lắm. Còn thấy cây thì toàn là mới trồng rồi mà. Còn chổi ba cái chán ba rồi. Chạy mấy cái trục giao thông chính thì lộ nó bự, chứ còn chạy mấy cái đường kia thì nó cũng nhỏ nhỏ à. Bây giờ mình đi buổi sáng mà mình thấy đường phố nó cũng hơi vắng một tí nha. Ở bên trái mình có mấy cây bông giấy rất là đẹp luôn. Người ta uống cái hình giống như cầu vồng vậy. Ở đây có cà phê sách nữa nè. Cái quán cái giống que à. Nếu bên phải mình là mấy cơ quan nhà nước đều xây lại rất là mới nha. Cái nào cái nấy là bự bự không ạ. Nó khu vực này thì toàn là cơ quan nhà nước với ngân hàng với bưu điện đúng không?
Phía bên phải mình có thằng Vincom, ngay Vincom Sóc Trăng. Nó gần như là Vincom mình nó có một kiểu mà. Đi thành phố nào cũng hay gặp lắm. Gần như là mấy thành phố mình đi là đều thấy nó hết trơn. À có cái thành phố ngã bảy này nè, bữa hôm qua mình đi là mình không thấy. Chứ mình thấy Cần Thơ là cũng gặp nó nữa. Cái bên phải mình là cái trung tâm thương mại nha. Còn xung quanh đó thì có mấy cái dãy nhà thôi. Nó dãy giống như là căn hộ vậy. Nói chung các bạn chạy ngang chọn mấy cái trung tâm thành phố đó bạn gặp đó. Nó là hay trồng xung quanh là mấy cái bàn đá nhỏ. Nó đường này mấy cái chi nhánh tổng của ngân hàng mình thấy nằm ở trên đường này hết trơn. Có ngã tư trước mặt mình là nếu mấy bạn quẹo phải thì hướng đi ngang quốc lộ 1A nha. Còn quẹo trái thì cái hướng đi về đa khoa Sóc Trăng. Ở bệnh viện mình coi bản đồ thấy cũng bự lắm. Giờ gần như là mấy cái bệnh viện đa khoa thành phố là cái nào cái nấy khổng lồ hết trơn. Bữa nay là thứ bảy mà mình thấy quán xá đồ bán cũng hơi bị yếu nữa. Cái hướng này mình chạy ra khúc ngoài đây là bắt đầu là nhà cửa bắt đầu nó thưa dần nha. Cái khu vực hồi nãy mình chạy là trung tâm, ra đây bắt đầu nó ra gần phía ngoại ô rồi. Càng chạy ra khúc ngoài đây nó càng vắng dần. Xe cộ nó cũng ít dần á. Khu vực này nếu bạn coi bản đồ thấy toàn là ruộng lúa mà. Ở đây có làm cống mà mưa mà thấy nước nó vẫn đồng dụng. Phía bên phải mình là chùa Vĩnh Hưng nha. Cái chùa rất là bự luôn. Giờ cái chùa này cũng vậy, nhìn rất là đẹp. Nhìn giống như là khu du lịch. Chùa ở Sóc Trăng là cái nào cái này cũng bình đáng. Ở đây là Tịnh Xá Ngọc Khánh. Rồi hay nhìn bên ngoài nhìn rất là đã luôn nha. Cái này chỉ là cái bức tường với cái cổng thôi nha. Còn cái khuôn viên ở trong thì toàn là mấy cây đẹp đẹp không à. Thấy cái bức tường là cả một gia tài luôn. Thường thì lúc về chùa đồ thì mấy ngày rằm hoặc là mấy ngày cúng kiến đồ thì người ta mới mở cửa rộng thôi. Chứ còn ngày thường thì mình thấy đóng cửa gần hết rồi. Vinh và anh có cái chùa này nè, chùa Phật Học. Nó chùa này thờ quá trời tượng. Nó cái này làm hàng rào này nên nhìn ở ngoài vô dễ thấy nha. Chứ còn xây tường bích như đẳng là thua luôn. Mình thấy nhiều quán bán ăn sáng rất là vắng khách luôn. Như vậy như là có lai rai chứ không đông.
Mùa này mấy bạn đi, mấy bạn thấy mấy cái bông giấy nó rất là đẹp. Còn cái dàn bông giấy phía bên trái mình như là bông giấy cẩm thạch hay gì đó. Chưa ra bông, ra lá không à. Nó lâu lâu ra được mấy bông mà. Mấy cái vòng cung ở giữa đường để phân cách đó. Này gọi năm ma nữa. Mình thấy đường phố ở Sóc Trăng rất là yên tĩnh nha, không có ồn ào tấp nập như mấy khu vực khác. Như thông thường mình đi mình thấy giờ này là 7 giờ mấy là giờ cao điểm, mà mình thấy ở Sóc Trăng chứ không lẽ người ta đi làm sớm hơn. Chứ thường ở dưới Mỹ Tho hoặc là Bến Tre mình đi giờ này là xe cộ rất là đông đó. Bên ngoài có khu dân cư nữa. Ở đây xung quanh là mấy khu dân cư thấy cũng bự bự lắm. Ở phía bên phải mình thì nhà cửa đông nha, còn phía bên trái mình thì gần như là chỉ có dãy mặt lộ thôi. Phía sau thấy toàn là đồng cỏ, ruộng lúa hay đâu mà. Ở phía bên phải mình là trường quân sự quân khu chính đó. Nó nằm ở phía sau dãy nhà này nè. Nhìn cái nguyên cái khu vực bản đồ rất là bự luôn. Cái đất phía trước làm như là bán thôi cho thuê vậy, còn phía sau là toàn là của quân đội luôn mà. Ở bên trái mình thì lâu lâu thấy có ruộng lúa nữa nha, nó được có cái dãy nhà phía trước không mà. Như ra đây là bắt đầu dân cư thưa dần rồi. Còn phía bên phải mình này có một kiểu nhà. Lúc trước thì mình có đi chùa Dơi ở Sóc Trăng là nó nằm ở phía bên trái mình á, nhưng mà nó cách cũng hơi xa nha. Cái hướng bên trái mình phải chạy đường cũng khá là vòng vèo. Nói chung là nằm cái hướng đối diện với quân khu chính. Này mình đi cái đường này không có thuận đường này. Những cái chùa ở Sóc Trăng mình thấy là gần như là chùa nào cũng vậy, cây cối đâu rất là nhiều. Ở Trà Vinh cũng vậy đó, giống như đặc trưng của những cái chùa Khmer hay sao đó. Vô cái chùa nào cũng nhiều cây lắm. Còn những cái chùa ở phía bên mình thì chơi toàn là bonsai, mà thỉnh thoảng là vẫn có cây nha, nhưng mà ít lắm. Chỗ này là Bình Xá thì cũng của quân khu chính luôn nha, nó kéo khoảng cách rất là dài luôn. Mình thấy nó gần như là bự chắc cả một cái phường đó mà. Nãy giờ mình chạy cái khúc này chưa hết nữa.
Này là trường quân sự. Miết bên đây họp hội chích ngừa cho biết, mình thấy chở con nít lại khá nhiều. Thường giờ đi Sóc Trăng là người ta đi hay đi ngoài cái đường quốc lộ 1A, là ngay chỗ ngã ba lúc đầu á, mình là người ta hay quẹo đi đường đó, hoặc là đi cái đường ngoài ngã ba tuốt bên kia nữa, chứ còn ít đi cái đường giữa thành phố lắm. Giờ gần như là thành phố mà thị trấn nào cũng vậy, thị xã cũng vậy đó, đều có những cái đường tránh thành phố hết trơn à. Bởi vì nên đi thì tốc độ chạy rất là nhanh, còn khi bạn vô thành phố thì mấy bạn hay chạy chậm dướng này dướng kia nữa. Mình thì đi ngắm cảnh nên mình quẹo ở đây nha. Giờ đây mình chạy xuống dưới Bạc Liêu thì cũng cả tiếng hồ nữa. Nó bên trái mình là ruộng lúa đâu không ạ. Mình thấy mấy căn nhà bên phải mà hình như là có một số giống như bỏ hoang hay sao, không thấy ai ở. Mới ra đây thấy toàn là cỏ cây đâu không nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.